Kính thưa quý vị, hỏa hoạn lớn ở thị xã Tân Châu, tỉnh từ An Giang. Hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu chợ biên giới thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang hồi 11 giờ rưỡi trưa ngày 12 tháng 6, thiêu rụi ít nhất là 84 căn nhà. Báo Thanh Niên cho biết, lửa bùng phát tại một căn nhà bán tạp hóa rồi lan ra các nhà kế cận. Phải một tiếng đồng hồ sau, xe cứu hỏa mới có mặt để uy hiếp ngọn lửa. Nguồn tin ban đầu nói rằng, tổng cộng khoảng 84 căn nhà bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính khoảng 30 tỷ đồng, tương đương với 1.5 triệu Mỹ Kim. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây tổn thất nhân mạng. Một nhân chứng, bà Nguyễn Thanh Trang, chủ tiệm Internet ở gần đó cho biết, hầu hết các chủ nhà thấy lửa cháy mạnh quá, đành bỏ của chạy lấy người. Theo chính quyền địa phương, nhà cửa ở khu chợ biên giới xây cất san sát bằng vật liệu dễ cháy nên lửa bắt quá nhanh. Cùng ngày nói trên, báo Thanh Niên cho biết nhà kho công trường xây dựng khu nhà nghỉ đặt tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cũng đã phát cháy dữ dội. Hỏa hoạn thiêu rụi một kho vật liệu và hóa chất dùng trong ngành xây dựng. 8 nhân viên cứu hỏa bị ngất xỉu trong khi đang tìm cách khống chế ngọn lửa.